ベトナム語レッスン初級1第11課会話を練習しましょう。すみません、これをコピーしてください。Xin lỗi, nhờ anh photo cái này. Xin lỗi, nhờ anh photo cái này. はい、ちょっと待ってくださいね。Vâng, chị đợi một chút nhé. Vâng, chị đợi một chút nhé.すみません、一つお願いできますか? Xin lỗi, tôi nhờ anh một việc được không? Xin lỗi, tôi nhờ anh một việc được không? 何でしょうか? 言ってください。 Việc gì? Anh nói đi. Việc gì? Anh nói đi.この料理はベトナム語で何と呼びますか? Món ăn này tiếng Việt gọi là gì? Món ăn này tiếng Việt gọi là gì? これはベトナム語でバインチュンと呼びます。Cái này tiếng Việt gọi là bánh trưng. Cái này tiếng Việt gọi là bánh trưng.どうして遅く来ましたか? Tại sao chị đến muộn? Tại sao chị đến muộn? 皆さんすみません。車が壊れましたから。Xin lỗi mọi người vì tôi bị hỏng xe. Xin lỗi mọi người vì tôi bị hỏng xe.どうして今晩のパーティーに参加しないんですか? Tại sao anh không tham gia buổi tiệc tối nay vậy? Tại sao anh không tham gia buổi tiệc tối nay vậy? 用事がありますから。 Vì tôi có việc bận. Vì tôi có việc bận.明日または明後日出張に行きますか? Ngày mai hay ngày kia anh đi công tác? Ngày mai hay ngày kia anh đi công tác? 明日行きます。 Ngày mai tôi đi. Ngày mai tôi đi. 遊びに行きたいですか? Em muốn đi chơi không? Em muốn đi chơi không? いいえ、全然行きたくないです。やらなければならない宿題がたくさんありますから。Không, em không muốn đi đâu vì em có nhiều bài tập về nhà phải làm. Không, em không muốn đi đâu.Vì em có nhiều bài tập về nhà phải làm. 手伝ってくれてありがとうね。 Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. どういたしまして? Không có gì đâu. Không có gì đâu.コーヒーを飲むのが好きですか?それともお茶を飲むのが好きですか? Chị thích uống cà phê hay uống trà? Chị thích uống cà phê hay uống trà? コーヒーを飲むのが好きですが、お茶も時々飲みます。Tôi thích uống cà phê nhưng thỉnh thoảng cũng uống trà.Tôi thích uống cà phê, nhưng thỉnh thoảng cũng uống trà. 皆さん、どうぞ座ってください。Mời mọi người ngồi. Mời mọi người ngồi. はい、ありがとう。Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn.今日も私たちの動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いしますね。
Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye!